Có bạn nào giống mình không? Nếu được lựa chọn giữa mùa hè và mùa đông thì chắc chắn mình sẽ chọn mùa hè. Mùa đông chỗ mình thì lạnh thấu xương luôn mọi người ạ, nên là sáng nào cũng đều phải nhóm bếp củi. Mấy nay nhiệt độ chỗ mình vẫn xuống thấp lắm, sương muối thì rơi trắng cả đồng rồi đây này. Rau sáng ra thì bị đóng đá, rét sương muối thì mọi người biết lạnh như thế nào rồi đấy. Bỗng thì mấy nay nhà trường vẫn chưa có lịch nghỉ đâu, nhưng mà lạnh quá nên là mẹ lại cho ở nhà với mẹ. Mới chớm vào lạnh thôi mà bọn trẻ đã nứt nẻ da khô hết cả rồi. Đối với người lớn mùa này dùng kem dưỡng nào cũng được, nhưng đối với bọn trẻ thì phải dùng loại kem nào thật an toàn và lành tính. Trước mình cũng sợ bôi kem linh tinh cho con lắm, tại vì là da chúng nó rất là nhạy cảm. Nhưng mà từ khi mình biết đến thương hiệu Gam Kit này, mình cảm thấy an tâm hẳn. Gam Kit là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên dành riêng cho bé, cực kỳ phù hợp với những làn da nhạy cảm. Kem dưỡng đa năng Gam Kit thì có bảng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như lô hội, dầu ô liu, vitamin E giúp cải thiện các vết nứt nẻ cực tốt. Chưa kể là kem dưỡng này còn hỗ trợ các vết mần đỏ và côn trùng cắn nữa cơ. Trộm vía là từ khi dùng cái em kem dưỡng Gam Kit này, da bạn bóng nữa nứt nẻ mùa đông mà da mềm mịn lắm luôn. Giờ chỉ mong trời nắng ấm dần lên, đỡ lạnh đi, đừng có rét sương muối nữa, cho bọn trẻ con còn đi học cho đỡ khổ. Đến trưa thì mình lại tranh thủ phóng ra chợ mua một ít đồ để trưa còn nấu lẩu cho cả nhà ăn. Trời lạnh như thế này mà cả nhà được ngồi bên nồi lẩu thì đúng là còn gì bằng mọi người nhỉ.